chúng mình xin chào các bé. Hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu cho các bé bộ đồ chơi lên mạng slider gồm 10 màu, và chúng mình sẽ dùng nó để nặn ra những sinh vật điện ngộ nghĩnh đáng yêu như thế này. Đây, chúng mình vừa mới mua một cái bàn rất là đẹp. Cái bàn mô tả cái một bãi biển rất là đẹp nha. Vì thế chúng mình sẽ dùng cái này để nặn ra những sinh vật biển cho vào bãi biển này. Bây giờ chúng mình sẽ mở cái hộp đựng nặn này ra nhé. Một màu. One. Hai. Two. Ba. Three. Four. Năm. Five. Sáu. Six. Bảy. Seven. Tám. Eight. Nine. Đấy, mười màu. Chúng ta đây. Còn đây là cái cuộn. Chúng ta sẽ bóc ra nhé. Bây giờ chúng ta đếm xem có bao nhiêu cái con nhá. Một nha, con cá voi này. Cái này là cá ngựa này. Hai này. Đây là con rùa này. Là thứ ba nhá. Con thứ tư là con trai biển này. Thứ năm là con cá này. Còn đây con thứ sáu là con mực tuột. Tất cả chúng ta có 60 con và 10 hộp màu. Rồi nhá, chúng mình bắt đầu tiến hành nặn. Bây giờ chúng mình sẽ mở ra từng hộp xem trong nó chứa màu gì nhá. Hộp thứ nhất, wow, màu hồng trong tiếng Anh phát âm là pink. Chúng sẽ lấy màu hồng ra nhá. Chúng dùng màu hồng này để và cái con cá voi để làm một con cá voi cho mặt chúng là dùng con này ép ra đi. Rồi chúng ta có một con cá voi. Tôi sẽ dùng cái này để làm cái mắt cho nó nhé. Màu này là màu đen nhé. Đen thì phát âm như nào các em? Black. Lấy một ít đen này. Một chú cá voi rất là đẹp. Một chú cá voi màu hồng nhé. Theo là màu gì đây? Và màu xanh là cây. Màu xanh là cây thì phát âm như nào các bé? Green.
Green. Purple. Thank you.
ra là mắt. Hầu hết các con vật đều có mắt màu đen hết rồi ạ, chỉ trừ một số con đặc biệt thôi. Con cá voi này phải có mắt màu đen. Đây một chú cá voi màu tím mộc mơ, đẹp đúng không? Chúng ta cùng đếm lại xem có bao nhiêu con. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo. Tiếp theo là màu vàng. Màu vàng thì tắt em đi nào các bé. Yellow. Yellow. Bright a green. Bright a green. One, two, three, four, five, six, seven. Red. Red. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Chúng ta có 8 con cá voi rồi.
rồi, còn hộp cuối cùng này nữa. Sẽ mở nó ra. Đây là màu xanh tím than đậm. Màu đậm, trong tiếng Anh nó phát âm như thế nào các bạn nhỉ? Dark blue. Dark blue. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. 9 con cá voi. Rồi còn cuối cùng màu đen, chúng ta nút thêm con cá voi. Chúng ta có tất cả bao nhiêu con cá voi rồi đấy. Chúng ta đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta có tất cả 10 con cá voi. Tương ứng với 10 màu sắc. Rất là đẹp.